trải qua 8 bảng với những màn thi đấu quyết liệt, những phong cách mới lạ, những màn trình diễn bùng cháy, 32 cặp đôi đã mang đến cho khán giả 32 màu sắc, 32 cung bậc cảm xúc khác nhau. Kết thúc vòng đấu bảng, Nhạc hội Song Ca mùa 2 đã tìm ra được top 3 cặp đôi xuất sắc nhất sở hữu suất đi Hàn Quốc cho hai thành viên của đội mình. Đồng thời, họ cũng được đặt cách vào thẳng chung kết. Dẫn đầu là cặp đôi ca sĩ Mr. T và Na Bún Bò Kim Nhã với tổng điểm 548. Không ai có thể phủ nhận khả năng chiếm lĩnh sân khấu và chất giọng nội lực của họ. Đồng vị trí thứ hai với 546 điểm là cặp đôi anh chàng lắm chiêu Minh Xu, hoàng tử điển trai Vũ Thịnh. Và cặp đôi biến hóa nhiều màu sắc, ca sĩ Vicky Nhung, Thanh Sang. Họ đã chiếm trọn tình cảm của khán giả bằng sự dễ thương và bằng tiếng hát từ chính trái tim mình. Năm cặp đôi xuất sắc nào đang đứng ở vị trí tiếp theo được quay trở lại và chiến đấu với nhau trong đêm bán kết. Đội đầu tiên may mắn, đội hai chị em, đội hung hãn, đội dễ thương, đội trẻ trung. Ai trong số họ sẽ giành lấy hai vị trí còn lại trong top 5 được vào chung kết? Hãy chờ xem ngay sau đây.